Chào mọi người nhé. Chào mọi người quay lại kênh YouTube Động Cơ Cho Hải Thắng Mexico ha. Hai số điện thoại này mọi người phải đặt hàng này. Đặc biệt trang web ha, dongcochohai.com ha. Mọi người search www.dongcochohai.com. Sau ra trang web của bên em và mọi người sẽ được mua 3 món phụ kiện sẽ được giảm giá combo đó nhá. Combo 3 sẽ được giảm giá và bao ship ha. Đó. Đây là video giới thiệu cho mọi người lam xịn nhé. Ở đây là 50, 60, 70 và 80. Hàng chính hãng nhé mọi người ha. Chính hãng của Brazil với Đức. Thì sẽ giải thích cho mọi người Đức và Brazil nó khác nhau như thế nào. Đây là cái ram dẹp money là của Đức. Đức thì cái rãnh của nó có 1.3 thôi. 1.3 này. 1.3 mm thôi. Đó là như vậy ha. Là của Đức. Thì đây là 550 thì phần cưa được của nó 40, ký hiệu thông số nó ở đây. Nó ráp được những cái loại máy 029, 034. Đây những cái máy mà của ST này. Nó ghi hết đây, là ráp được hết. Rồi. Qua này nó lam mà nó có cái mắc đen Brazil ấy. Thì cái rãnh của nó là từ từ lam đấy là 55 và 56 này là của Brazil hết. Thì cái rãnh của nó là 1.6 lận. Thì cụ thể tí em sẽ khui em chỉ cho mọi người ha. Mọi người cứ nhìn tem này, tem màu vàng. Đó, bao lam như này thì là đúng xịn thôi này. Đây. Con này đó. Hàng nhái thì không bao giờ có những cái chữ như thế này ha. Đó. Nhưng con này thì nó không có tem đây ha. Nhưng mọi người chỉ cần nhìn tem vàng là ok hết. Dán tem vàng, cái má seri này. Là chuột xịn 100%. Rồi, đây 57. 57 thì phần cắt được 63 cm này. 1.6 luôn mọi người nhé. Lam này của Brazil luôn. Đó. Còn 58 thì hôm nay có khách đặt 58 ha. 58 thì nó lại cái series nó làm đơn giản hơn. Thì nó chỉ nó gọi là máy lớn ấy nên chỉ sai được 0066 này, 660, 064. Đấy. Năm nay là những cái máy lớn ấy, công suất lớn như 382 chẳng hạn thì dùng máy này được, làm này được. Nên nó để hạn chế hơn ha. Rồi thì đây là 58 cho khui này. Làm rin theo máy thì nó sẽ dập những cái này, này. Nó bên cắt mình chỉ cần đẩy vậy. Đó, test ra. Đầu nó hơi bầu nhá mọi người ha. Còn đây của Brazil nhá, làm 1.6. Đây, cái đầu là tinh này, nhìn rất là ít, rất là mỏng này. Làm rin nó rất là mỏng vậy nhá. Mỏng dính luôn. Đó, là tinh này. Nó bầu. Còn làm lô á, còn làm Trung Quốc sản xuất á thì nó dày như này. Làm Latin cái đầu đoạn Latin phải dày như này. Thì đó là làm lô ha. Làm rin làm rất là mỏng. Mà công nghệ nó thì khỏi phải miễn bàn về chất lượng. Đấy, ST ha, con đèn Brazil. Đó. Thì bên em bán thì hàng xịn là hàng xịn, hàng loại 2 hay là liên doanh ha mọi người nhé. Mọi người mua làm nào thì bán làm đấy. Để đây nó có dập luôn này. Tổng độ dài nó là 30 in á, tương đương 58 và phần cắt được 75 cm. Con này nếu 30 in thì rơi đâu đó tầm khoảng 70 mấy cm đấy. Mà một là 80 cm hoặc là 7 mấy em không đo lắm. Xích lớn dùng để rơi tầm 48 mắt nhé. Đó. Đó về cơ bản nó vậy thôi. Còn lam Đức thì bản 1.3 thôi. Đây, lam này thì bán thông dụng nhất này. Lam này xài 30 mắt. Lam này dành cho nhiều máy loại máy lắm. 024, 06, 08 này là thông dụng lắm. Mọi người nhìn cứ đầu bầu là chuẩn chỉ 100%. Hàng lô là nó không đủ đẳng cấp để nó làm được như rin đâu. Tại vì nó bể liền. Nó làm được nhưng mà xài một khách test bể liền. Tại vì nó quá mỏng, cái này nó công nghệ nó bao nhiêu là không luyện kìm nó. Còn Đức rất là đẳng cấp. Đây, mọi người theo. Não nó cũng bầu vậy hết á. Nó bầu này. Mà nó nhỏ nhá, Latin rất là ít nhưng mà xài cực kỳ bền nhá. Đây, nó dẹp money này. Mặt này cũng dẹp money luôn. Đây. Phần cắt 40 cm, 16 in. Đó, riêng mà rãnh của nó này, cái này là 1.3 thôi này. Đó, rồi nếu mà xích xẻ gỗ thì nó là 1.6. Cái bản này sẽ bự hơn, lỗ này rộng hơn. Nó là 1.6, nó khác nhau chỗ đấy ha. Thì giá cả tùy theo thời điểm mọi người ha. Mọi người mua thì cứ liên hệ trực tiếp bên em để em báo giá trực tiếp qua hai số điện thoại nhá, 0974 644 973, 0337 019191 ha. Thì bên em sẽ báo giá cho mọi người ha. Mấy hàng này là có sẵn nhá, mọi người đặt là có luôn. Để mọi người mua trên trang web Động Cơ Duy Hải cũng có, hoặc là mua trên Shopee, Lazada bên em đều có bán hết á, đều có shop trên đó ha. Đó, đây là 57 này. Rồi, bác nào cần mua thì liên hệ trực tiếp bên em để báo giá nha. Đó.
mình có mỏ để mà test ra làm tấm hình chụp cho nó đẹp ha. Này em ráp 58 cho khách. Đó, mọi người nhìn thấy làm nào nhìn này, của Đức mà. Nó rất là đẹp. Đây. Sếp Đức này. Đấy. 7 8 này. Cho nó đẹp chuẩn chỉ quá. Đấy. À, bên em bán 4 loại này thôi. Rất là đẹp luôn. Đó, bác nào có mua thì liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.